Cũng trong sáng nay, quận Sơn Trà tổ chức gặp mặt kỷ niệm 25 năm thành lập quận, ngày 23 tháng 1 năm 1997, ngày 23 tháng 1 năm 2022 và đón nhận huân chương lao động hạng nhì. Cách đây 25 năm, ngày 23 tháng 1 năm 1997, quận Sơn Trà được thành lập trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của 7 phường: An Hải Tây, An Hải Bắc, An Hải Đông, Nại Hiên Đông, Bân Thái, Phước Mỹ, Thọ Quang thuộc khu vực 3 thành phố Đà Nẵng cũ. Vượt qua những khó khăn ban đầu, quận Sơn Trà đã trải qua 25 năm xây dựng và phát triển với nhiều đổi thay. Quy mô kinh tế tăng trưởng khá, trong đó mức tăng bình quân giai đoạn 1997-2021 gần 12%. Tổng thu ngân sách năm 2021 tăng gấp 63 lần so với năm 1997. Hạ tầng đô thị được đầu tư ngày càng đồng bộ, hiện đại. Tổng nguồn vốn đầu tư để xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển đô thị, thương mại, dịch vụ, du lịch trong 25 năm qua là hơn 60.000 tỷ đồng. Các mặt văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến, đời sống người dân được nâng lên. Tỷ lệ hộ nghèo năm 1997 là 49,8%. Đến năm 2015, quận không còn hộ nghèo theo chuẩn cũ. Và đến năm 2021, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 4,5% theo chuẩn mới của thành phố. Tiếp tục phát huy những thành quả đó, quận Sơn Trà đang nỗ lực phấn đấu xây dựng đô thị phía đông thành phố hiện đại, phát triển toàn diện, giàu đẹp, văn minh. Tại buổi gặp mặt, quận Sơn Trà đã đón nhận huân chương lao động hạng nhì của Chủ tịch nước trao tặng.